về cái ngành Phật học là tôi vẫn có bằng cấp, bởi vì cái đó là cái phương tiện của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi có cái bằng cấp là cái hệ 12 năm hoàn toàn đó chứ. Từ năm thứ 1 cho tới năm thứ 12 là tôi học không hề bỏ một ngày. Cái đó là cái mà anh em tôi phải nể tôi cho đó. Chứ đừng có nói chỉ bỏ một tháng, không hề bỏ một ngày. Những cái lúc mà sổ mũi nhức đầu này kia là dẫn ra tại lớp ngồi để chiến đấu với bệnh tật, chứ cũng không chịu thua. Còn những người anh em tôi thì cứ nay ăn cháo, mai ăn cháo, đòi ăn cháo hoài, mấy bà nấu cháo nấm cho chừng nào thì bệnh càng dữ đấy. À, tôi mới nổi giận tôi rồi tôi nói vợ bệnh là ăn cháo trắng mà không được ăn cơm. Thế là lần lần họ bớt bệnh. Là vì bệnh được ăn cháo nấm ngon quá, mà cái bọn tôi là làm sao có được tôi cháo nấm mà ăn. À, cho nên là phải bệnh mới có ăn cháo nấm. Tôi ra lệnh tôi nói bây giờ là bệnh là phải ăn cháo với muối tiêu, không được ăn cháo nấm, mà không được ăn cơm, để cho ta bớt bệnh đi. Còn tôi là chiến đấu như thế cho tới bây giờ, kể từ ngày mà tôi đi giảng tỉnh này sang tỉnh khác cho tới năm nay là 51 năm công học đạo đây nhé. Chưa bao giờ mà vì bệnh mà bỏ một buổi dài, một buổi giảng nào. Đó, ý chí của tôi là vậy. Và tôi nói lặp lại là cái quá trình học tôi có cái bằng cấp hoàn toàn là 12 năm mà không bỏ một ngày. Về phương diện học đạo thì tôi có quá trình học như thế. Còn bằng cấp ngoài tất nhiên là đúng rồi, đây nó không có. Cạo viết loại thiên thôi chứ không có gì. Thế thì là cái chuyện mà giáo hội Phật giáo Việt Nam mà giao cho tôi làm là tôi nghĩ rằng là cũng không phải bằng cấp 12 năm mà người ta giao đâu. Bạn tôi là những người 12 năm nó còn hàng tá. Có không 12 năm. Nhưng mà nếu có giao đi nữa là người ta làm không có được. Cái thời kỳ trước kia là một cái trường mà giao cho họ trong vòng 3 tháng là loạn hết. Luật pháp kỷ cương không có, thầy trò không có, học hành không được. Thế thì là có bằng cấp hơn tôi có mà làm cũng không được. Do vậy cho nên tôi nghĩ rằng là giáo hội mà giao cho tôi đó là có lẽ là dựa vào cái câu chữ hướng gọi là trường đồ tri ma lực, tự cử mới kiếm nhân tài ở nhân tâm cho quên đó. Tức là ngựa mà muốn đánh giá nó ngựa hay ngựa dở là phải căn cứ nó chạy cái đường xa. Còn đánh giá nhân tài á, nhân tâm á là phải có quá trình, dựa vào cái quá trình, cái kết quả đó mà đánh giá. Thì trước kia thời kỳ mà chưa giải phóng ở miền Nam này là trường thành phố Hồ Chí Minh toàn là tu lập hết. Còn nghĩa là giáo hội lấy danh nghĩa giáo hội lập rồi bổ các đàn anh của tôi, sư huynh tôi đi dạy tới đâu là ba tháng dẹp. Còn thời kỳ đó là tôi đi dạy đâu là tôi nói đây nha, chương trình học đây, ai chưa hiểu kinh thì làm học trò, ai hiểu kinh rồi thì mời lên làm giáo sư. À, còn ai chưa hiểu là phải học thôi, mà học thì nội quy đây, chương trình đây, phải nghiêm túc đàng hoàng học. Cộng thêm đây là một cái giấy mà lúc đó giáo hội đã khai trừ tôi. Nhưng mà bây giờ đây là tôi lập trường nha, hãy chấp nhận mà còn ở đây thì sau này không diễn cớ là tôi bị giáo hội sai trừ mà không tuân kỷ luật. Được chưa? Nếu như tôi mà kêu tôi là người bị sai trừ thì dọn đồ mà đi trước đi. Còn băng lông mà vô thì phải chấp hành nội quy đó, chứ không dựa vào đây được nha. Đây là giấy đóng mộc đỏ đàng hoàng là sai trừ à. Lập trường vậy đó. Này giờ dạy thành phố Sài Gòn này tôi lập hết. Giờ đi dạy hết. Mà nói chí tình á, học trò của tôi á, rốt cuộc là họ vẫn thương tôi như thường. Họ không hề đặt vấn đề là tôi bị sai trừ gì hết. Mà trường nào đều là an lành hạnh phúc cho tới bây giờ. Có những ông 60, 65, là 45, 50 đầy như thế. Trò mà trong lúc tôi bị sai trừ đấy chứ. Sai trừ đã khỏi giáo hội. Nhưng mà nói sai trừ là nói giai đoạn thôi. Chứ có lúc rồi các thầy tới thương lượng với tôi để về làm Phật sự. Dẫn gian đó làm Phật sự. Tôi nói rằng thôi thì các thầy thương mà nói vậy thì Phật sự ở đâu cũng làm. Tôi ở cái thất tôi giờ khỏi tôi về, ở đâu cũng được. Rồi Đại học Vạn Hạnh mời tôi
cử tôi làm trưởng ban giáo dục thanh niên toàn quốc. Tôi để cử xong rồi, cử xong đàng hoàng rồi, tôi mới xin thưa. Tôi nhớ cái câu của Nguyễn Du viết về Từ Hải: bó thân về với triều đình, hàng thần lơ láo phận mình ra đâu. Áo xin buộc trói lấy nhau, vào lòn ra cuối mà công hầu làm chi. Sao bằng duyên mộc biên thùy, sức này ai dễ làm gì được nhau. Chọc trời thế nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Thế thì làm cái thân mà khỏi cần về với triều đình, để cho nó trên đầu không có ai, nó sướng hơn là trên đầu mình có, nó ngồi dần dần trên đầu mình, thì mình có con làm gì. Cho nên là xin cảm ơn cái nãy giờ không lấy chức, không lấy chức. Phật sự vẫn hoạt động, vẫn làm mà không lấy chức. Đấy, cho nên cái cuộc đời của tôi nó kỳ lắm, hỏi ra nó kỳ lắm. Rồi thì từ cái mà làm việc đó mà làm, mời nó làm tổng vũ trưởng, tổng vũ phải không phải xưa đó chứ. Mà mời cử rồi đàng hoàng, để cho cử rồi là đàng hoàng mới đọc cái Nguyễn Du, để rồi xin từ chức không lấy. Hàng phần lo lão. Rồi thì cho tới bây giờ làm đây mà là dựa vào Phật học mà tôi làm việc, chứ tôi đâu có phải là lấy bằng cấp để làm cần câu để câu cơm. Nếu như lấy bằng cấp để làm cần câu có cơm thì tôi không có câu được cá lớn rồi. Nghĩa là tôi không có bằng cấp quốc gia thừa nhận. Nhưng mà về Phật học tôi phải có quá trình, tôi có đủ sức làm được việc đó. Giống như chiến tranh nhân dân không cần học được giáo bị, mà đánh được tướng thì cứ phong làm tướng thôi. Giết được tướng là cứ phong làm tướng thôi. Nhưng mà riêng về Phật học tôi có 12 năm. Và quần chúng công nhận việc làm của tôi là cấp trên đây là 50 năm. Và sự thật từ nào giáo hội cũng đều công nhận việc làm của tôi là có kết quả. Ở cho nên là không cần bằng cấp mà vẫn làm hiệu trưởng. Và là hiệu trưởng là tôi làm là tôi phục vụ cho đàn em, cho tử đệ tôi. Cái chức hiệu trưởng đó tôi nghĩa lấy gì? Quăng lúc nào cũng được, quăng đôi dép cũ còn dễ dàng. Còn khó hơn là cái chức của tôi đó. Cho nên chúng tôi giờ ai muốn cạnh tranh vô là đưa người nào vô là lấy ngay tất cả. Không bao giờ có cái cạnh tranh để mà giành được. Do vậy mà giáo hội thấy vậy thì sắp xếp cái công việc mình làm, phải làm để việc chung với giáo hội mà. Chứ nó có danh vọng gì đâu, có địa vị gì đâu, làm không ăn gian đồng xu nào, mà cũng không lừa đảo, cũng không nhị tình, cũng không có phe cánh gì hết. Thế thì là ta cử cái người đó, ta kiếm người đó ta cử thì phải quá chứ gì đó. Phải quá là cái gì đó. Cường ở đây nè, mười mấy năm trời á, mười năm trời đã không hề nội bộ, không hề có vụ lăng nhăng. Việc làm nó cứ đều vậy mà làm. Làm gì tử đệ, làm gì con em, làm gì sự nghiệp chung cho giáo hội làm. Vì mặt nhà nước cũng không có cái chỗ nào mà chấp cứ được rằng là tại sao làm gì vượt qua cái nguyên tắc của nhà nước. Không hề có. Ý muốn như thế nào làm thế đấy, giáo hội muốn thế nào làm thế đấy. Do vậy mà giáo hội giao rồi về mặt ban tôn giáo mà trận người ta cũng thấy là vậy, ta cũng giao cho cái trách nhiệm để mà đóng góp vậy thôi, chứ có gì đâu mà hiệu trưởng với ông hiệu trưởng. Đó là cái ý này là vậy đó, không sao hết, nói về đúng không sao hết. Mặc dù là với cái nhìn kiểu nào đó ta nói là ta chơi đó, chơi mình đó. Nhưng mà sự thật không có sao hết, yên ký. Cho câu khác rồi. Kính bạch hòa thượng giảng sư, tôi là Phật tử tu tại gia, năm nay tôi được 89 tuổi, tinh thần còn sáng suốt. Tôi đã nghe rất nhiều băng giảng của thầy, thầy giảng rất là sâu sắc, thực tế có lợi ích trong đời sống, không mê tín dị đoan, không tư vị ai hết. Tôi rất kính phục thầy. Thầy dạy tu thì phải ngồi thiền mới có kết quả, có trí tuệ. Bấy lâu nay tôi cũng đã ngồi thiền nhưng không thấy, không có thầy chỉ dạy nên không có đúng không. Mỗi đêm tôi ngồi từ 11 giờ đến 11:30, trong khi ngồi thiền tới khi xả thiền, thỉnh thoảng tôi giật mình một cái nhẹ, nghe tay chân chuyển động nhẹ,
con biết như vậy có đúng không? Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cách ngồi thiền cho có kết quả. Tám mấy tuổi hả? Tám chín tuổi là thọ dữ rồi, mà còn ngồi thiền vậy là còn sáng suốt, rất là hy hữu. Nhưng mà tôi để ý xin thưa với cụ, cụ đây chắc cụ ông hay cụ bà ha? Cụ bà hả? Tôi phải nói cụ bà đây. Cụ bà thì nếu mà cụ ông thì cũng được à, cụ nào cũng là cụ. Thì trước hết là xin kính cẩn mà thành thật chúc mừng cái tuổi thọ của các cụ, tuổi đó mà còn sáng suốt là không phải dễ có, mà lại nghe tin mà còn nhận định được đúng là sai và tiếp thu những cái mà mình bằng lòng. Mà tiếp thu những cái bằng lòng đương nhiên là cũng có thể là lựa chọn bỏ ra những cái không bằng lòng nào đó của ai đó, ví dụ vậy. Thế thì cái điều đó rất là tốt. Chỉ có cái điều là vấn đề ngồi thiền là tôi xin thưa như thế này, mà đây tôi cũng nói luôn đại chúng tôi để ý thế này. Cái thiền đó, nếu mà thật sự mà mình tu thiền đó, thì cái nguyên tắc căn bản là thiền nào, khi nào, thầy nào người ta cũng dạy mình ngồi. Là cái đầu tiên đó là ngồi để mà điều thân, điều tức là điều phục, điều chính cái thân của mình để cho nó đừng có lao chao, nó loạn động. Cái thân mà lao chao loạn động thì ta gọi đó là điều cử. À, điều cử tức là lao chao loạn động về hành động đi đứng. Còn miệng mà nói lao chao loạn động, nói lung tung lăng tăng thì ta gọi là điều cử về khẩu. À, còn ý mà nghĩ lung tung lăng tăng thì gọi là điều cử về ý. Mà điều cử về ý cũng tức là tán loạn, cái tâm mình tán loạn. Do vậy cho nên là về bất cứ môn thiền nào và thầy nào đều dạy là phải ngồi cái đã, là cốt là để điều chỉnh thân, để bỏ cái lao chao của thân, điều chỉnh ngồi thẳng theo kiểu hoa sen, sống mũi bên ngay giữa cái huyệt đơn điền, tức là ngay cái rúng, lấy cái rúng mình làm cái mực để đi lên cái sống mũi này, giống như cái sợi dây lập lòn của thằng Hồi vậy, là cốt để điều thân. Và ngồi không cho cụp lưng, ngồi qua sen thì nó dễ thẳng lưng, là để cho nó hợp với cái quy luật khoa học là mình xây bức tường mà nó đứng được là do xây thật thẳng. Cái đó mình xây không thẳng mà mình xây 2 thước là nó đã cụp, nó đổ rồi. Mà nó thẳng như vậy ta xây tới 10 thước mà vẫn không đổ là do nó thẳng. Thế thì là mình ngồi cái lưng phải thẳng, cái sống mũi này phải ngay cái đơn điền, là cốt là điều thân chứ không có lưng xiên gì trong hết rồi. Nó là khoa học. Nhưng mà cái thời xưa Đức Phật còn tại thế thì không có cái từ khoa học, nói cái đó là ta cũng biết cái gì. Khoa học là cái chia ra từng khoa để ta nghiên cứu từng bộ phận, từng vấn đề gọi là khoa. Thì bây giờ đây ta nghiên cứu từng vấn đề, cho nên là bây giờ nó có cái từ khoa học. Hồi xưa thì Phật không có nói khoa học, mà chỉ dạy như vậy, ngồi vậy là nó không có quốc hơi và nó không có cập cái sinh sống. À, thế thì là lưng thẳng, ngồi vững, để rồi tâm ý thì cột lại, cột lại để cho nó khỏi điều cử về miệng, khỏi tán loạn về ý. Và ngồi thì nó khỏi có lông bông về thân. Thế thì cách ngồi đó là căn bản là nên có. Rồi thì về thiền á thì nên nhớ rằng là thiền tức là thiền định. Mà cái đạo Phật thì dạy nó có 3 cái món ta gọi là tam vô lậu học. Nó giống như cái ly mà cái bụi ly, cái đỉnh ngang ta làm cái đỉnh mà để đốt ngang các cái đình miếu đó, nó có 3 cái chân. Cái đỉnh của ngoài ghế các vua trước ta cũng là cái đỉnh có 3 chân. Cái đỉnh nó có 3 chân nó mới là đứng được, nó mới chắc được. Thế thì là trong đạo Phật nó có tam vô lậu học, là giới học về định, định tức là thiền đó, thiền định đó, học về tuệ.
Thế thì người tại gia thì học theo cái giới tại gia. Mà nếu mình bằng lòng mà ngồi thiền thì ngay trong lúc mà mình ngồi thiền đã là coi như là nó thể hiện cái giới của mình đã có rồi đó. Tức là mình cột thân khẩu ý rồi, thì ngay lúc mà mình bằng lòng ngồi để bây giờ ngồi là coi như giai đoạn phải giữ giới. Mà muốn cái hiệu quả mà cao hơn á, là hàng ngày mình giữ giới thì cái hiệu quả mới là tuyệt vời. Chứ còn hàng ngày mình chưa có nhớ gì tới giới hết, nhưng mà cái lúc mà mình bắt đầu mình ngồi thiền đó là coi như là mình đã cột tâm thân ý thân khẩu ý rồi, bắt đầu có giới rồi đó. Thì từ cái đó, đó từ cái mà cột thân khẩu ý lại tập trung cho cái thiền định. Nhưng mà thiền định thì để ý là thiền định là nó phải có đề tài, bởi vì thiền định là giới là nguyên nhân để sinh ra. Mà định là tu, định là cái quả của nó là phải là trí tuệ. Do vậy cho nên đâu phải có cái đề tài tu cái gì đây, quán chiếu cái gì đây. Thế thì là cái vụ ngồi đó. Mà theo tiểu thừa, thiền của tiểu thừa đó, trong lúc ngồi đó là thường quán chân lý vô thường. Phải đặt vấn đề như Lai dạy, vạn vật là vô thường, ngã pháp đều là vô thường, vô ngã vô pháp. Vậy thì cái chân lý vô thường này thật sự hay là nói để mà nói vậy thôi. Thế thì mình ngồi mình tư duy coi những cái mình học về, như tôi nói nãy đó, về các triều đại vua chúa và sự thịnh suy dinh hư tư tưởng của các triều đại từ xưa tới nay. Thế thì mình nhìn suốt về lịch sử thì đất nước nào cũng vậy, hợp rồi tan, tan rồi hợp, thống nhất rồi chia ly rồi thống nhất, thịnh rồi suy, suy rồi thịnh. Đó là cái quy luật cho mình dinh hư tư tưởng. Mà dinh hư tư tưởng đó là biểu hiện của vô thường. Đó là nhìn xuyên suốt về lịch sử từ Âu sang Á. Về nhà cửa của mình nhìn coi đất đai nhà cửa của mình 30 năm trước thế nào, 30 năm sau thế nào, và 30 năm sau nữa nó như thế nào. Từ đất nước tới nhà cửa, quan cảnh của ta đều thay đổi hết. Thế là vô thường đấy. Quán lại bản thân của ta, năm nay ta 71, 98, 95 gì đó, coi có vô thường không. Thì quá rõ rằng có người còn được vài cái, nó chỉ là phá rối không cho ăn thôi, chứ chẳng ngon lành gì. Có người thì hết trơn, còn tóc thì bạc, mắt thì mờ, chân thì đi rung lập cập rất dễ té. Đầu xưa là chạy như bay đâu có sao. Thế thì là thân này vô thường, và cái ý nghĩ của mình cũng thay đổi luôn luôn, tâm cũng vô thường. Thế thì ngồi thiền để mà thấy tư duy quán chiếu về cái chân lý vô thường, thì mình phải xác định vô thường là chân lý bằng cái xác định của chính mình nhìn thấy mà biết. Thế thì mình thiền được như vậy rồi đó, là nó sinh trí tuệ đấy. Trí tuệ ở đâu? Là kể từ ngày mà thấy được cái chân lý vô thường này rồi là không có dạy gì mà rầy rà con cháu nữa nha. Không rầy. Ta đã sinh ra con phải có trách nhiệm với con của con, và con có trách nhiệm với cháu của con. Chứ còn bà nội bà ngoại này coi như là lúc nào mà tắm rửa sạch sẽ thì nội ngoại hung chơi cái thì được, mà còn thấy nó tèm lem tút lút là tụi mày làm sao làm cho nội không biết à. Chứ nó không còn trách nhiệm nữa. Do vậy cho nên là quán được cái chân lý vô thường là nó bắt đầu nó có cái tâm trạng nhìn thấy chân lý rồi là viễn ly, không có thương lung tung lang thang nữa. Kể cả cái nhà cửa, bữa hôm có câu hỏi mà nhà cửa mà giao cho con mà nó còn không thương đấy. Nhà cửa cho luôn, có tiền bạc cũng cho luôn. Còn nếu như mà không tử tế với ta hả, có những lúc ta uống nước không, ta không thèm ăn cơm, ta để cho ta đi sớm để rồi ta hãy nhìn coi cái lối ăn ở bất nhân thức đức này nó sẽ tường thọ, nó giàu có tới cỡ nào. Nếu ta dạy không được là ta chỉ có cách vậy thôi, chẳng thèm đau khổ, nhất là lớn tuổi rồi. Do vậy cho nên là
thiền để thấy được cái chân lý vô thường thì ta sẽ có viễn ly, ý niệm viễn ly, mà từ cái viễn ly đó bắt đầu là ta khỏe ghê gớm lắm, an lành lắm. Đó là vô thường, là khổ vô ngã bất tịnh, đó là thiền tiểu thừa nha. Còn cái thiền mà đại thừa mà như tôi thường nhắc nhở đại chúng đó, thiền của đại thừa gọi là, cũng gọi là Như Lai thiền đó, thì khỏi cần cái ngồi ký lớn như như nói hồi nãy, mà người ta đã nhận thức rằng là tất cả thị chư pháp không tốt, à đọc bát nhã vạn pháp vậy không, mà không có vạn pháp là không như thế nào? Vạn pháp không sanh, dù nó có sanh nhưng mà cái sanh đó là không thật sanh, sanh để rồi diệt, vạn pháp diệt mà không thật diệt gọi là bất diệt, diệt mà không thật diệt, diệt để rồi nó sanh lại mà thôi. Thế thì ta cũng vậy, ta cũng không sanh, sanh để rồi pháp diệt đây, mà diệt ta tin rằng ta cũng không thật mất, diệt để rồi ta sanh lại đấy, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. À, vạn pháp không có cái nào cấu, cái cấu tôi nhắc lại, cái cấu tức là ví dụ mình nó sinh ra cái đau khổ, cái ưu tư, cái phiền muộn đó, mình nhìn người nào đó mà mình sinh cái ghét, hận thù, kỳ thị rồi đó, cái đó là cái tâm của mình cấu. Mình thấy cái gì đó hoặc thương hoặc ghét hoặc vui hoặc mừng buồn giận, cái đó là cấu, chứ không phải là cấu là nhơ đâu. Cái việc cái tính chất của vạn pháp là cái tính chất như thị bản nhiên, phải tập nhìn cho được, thấy tất cả mà như không thấy gì, như không thấy gì mà thấy tất cả và biết tất cả cũng vậy đó. Thế thì thấy được cái tính chất bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, diệt không phải diệt là bất giảm, sanh không phải sanh, là thấy được cái chân lý bất bất tăng. À, cho nên vô sắc vô thọ tưởng hành thức, nghĩa là cái thân vô uẩn này không có thật, sắc uẩn không thật, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, tất tạo phạm thân này không có thật. Do vậy cho nên ta tập cái nhìn bằng giải pháp duyên tâm gia không như quyến, để được ta viễn ly, từ cái viễn ly đó mà ta có một cái sự an lành thanh tịnh tuyệt vời mà người thường không thấy được. Thế thì cái thiền đó là nó không cần phải ngồi nửa giờ, mà có thể đi, có thể đứng, có thể đi chơi ngoài đồng ngoài ruộng, có thể ngồi trên xe ai đó chở đi mà vẫn thiền không hề sai một bãi nào. Cái thiền đó mới là hiệu quả cao. Còn cái mà ngồi nửa giờ rồi thì trong cơ thể nó chuyển động đó, cái đó chuyện bình thường của cơ thể thôi, có chuyển động chút chút gì đó. Thậm chí có khi là nếu mà mình nhắm mắt lại rồi là hồi mình thấy là cái nó có những cái màu, hoặc là nó đỏ dần dần, rồi hồi thấy màu thấm đen, rồi hồi thấy màu tím nâu là trước mặt rồi đó, cái đó bình thường. Cái tâm của mình tập trung lại rồi thì ở trước mắt mình nó thấy vậy, không có sao hết. Mà cái đó chưa có kết quả đâu, mà kết quả là phải sanh trí tuệ, phải dựa vào cái đề tài để nó sanh trí tuệ thì mới có kết quả. Bởi vì giới là cốt để sanh định, mà định là cốt để sanh trí tuệ, mà trí tuệ rồi phải sống bằng cái nhận thức đó, sống bằng cái chân lý đó thì mới có kết quả thật sự. Đây, cái đó là ngày nay cũng xin nhắc đại chúng ý nữa đó. Có còn câu nào không? Xin thầy giảng nhẹ, giảng giải câu Phật tại núi Linh Thú. Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thập tướng mà vô tướng, vi diệu pháp môn. Ta tạ thầy. Cái này thì thấm dở người ta ghi vậy. Đức Phật nói gọi ông ta viết, ông đã ta viết mà nói coi như là truyền trao cái trách nhiệm mà lãnh đạo giáo đoàn. Đức Phật có dạy câu đó, chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, ông hãy giữ gìn cái đó. Chánh pháp nhãn tạng là gì? Chánh pháp nhãn tạng phải đọc vậy. Chánh pháp nhãn là con mắt nhìn bằng con mắt chánh pháp,
trong cái pháp nhãn là con mắt nhìn vạn pháp một cách trung thực, nhìn đúng cho lý, chứ không có không phải như phạm phu nhìn. Ví dụ phạm phu nhìn mà cái hoa này gọi là cái hoa đồng tiền thì đánh giá trị phải mua được hoa đồng tiền này, hoa đẹp gì xinh nó mới là sang. Tôi nghe có người á, có những người nó thực hiện cũng trong dòng tu sĩ á, mà xài sang lắm, xinh hoa là phải hoa tươi, chứ còn hoa mà hoa giải hoa giấy đó dầu đẹp mấy cũng không xinh, mà mỗi ngày đều phải xinh hoa tươi, như vậy mới là sang. Thế thì là tu hành mà nhìn cái sang cái đẹp như vậy là phải là chánh pháp nhãn. Chữ tàn là để riêng ra chữ tàn là kho tàn. Kho tàn có nghĩa là quan sát nhìn đâu cũng đều là bằng con mắt, nhìn đúng chánh pháp. Cho nên là chữ tàn có nghĩa là nhiều lắm, có nghĩa là toàn bộ đều là nhìn đâu cũng vậy, đều nhìn bằng cái nhìn chánh pháp, thấy được chánh pháp chứ không có bị vô minh che lấp, gọi đây là chánh pháp nhãn. Thế thì chánh pháp nhãn là nhìn qua này, ví dụ như tôi nói nãy giờ, cần gì mỗi ngày phải thay hoa, mà hoa có thứ mười mấy ngàn một bông, mười ngàn một bông, cần gì phải có thứ hoa đó mới gọi là đẹp. Như Lai mà ăn xài như vậy, có cái nước rồi về mà xinh tía, mỗi ngày á sai thì giả cỡ xe con máy vậy, mà xe con máy đâu cỡ về xin tía mà đi mua hoa xin chơi chứ bốn đạo ba tấm như thế Ấn Độ bây giờ còn nghèo hồi đó mà mua bông mỗi ngày mới chứ buôn tiêu chuyện đâu. Cho nên tôi nhìn bằng cái mắt chánh pháp là ta thấy như là cỏ cây hoa lá, kể cả cái lá cỏ phát triển trong buổi chiều hoặc buổi sáng đều là đẹp đẽ như nhau, cùng với những hoa đẹp nhất đều đẹp đẽ như nhau. Ta nhìn những cái bực đất lên xuống đồi lõm, nhìn những cái đồi, những cái núi, những cái cỏ cây đều là đẹp đẽ vô cùng, cho bạn nó đẹp bằng cái tinh thần an lạc vô cùng. Đành gì phải mua thứ hoa mà 20-30 đồng một bông. Cho nên nhìn hoa mà phân biệt hoa đẹp hoa xấu và chơi cái thứ nào là sang, cái nào không sang, đó là của mắt phạm phu và phu đặc sệt. Còn nhìn bằng chánh pháp nhãn tạng thì không có sao hết, có hoa này chưng cũng được, mà đem qua giới qua giải chân chơi cũng được. Cho nên là tôi nghe cái chuyện sang người ta tôi cười mất rồi, tôi cười và hỏi cười tôi cười gì đó, tôi cười tôi họ hỏi hòa thượng cười hòa thượng sao, tôi nói ai mà tới cái nhà tôi mà kiếm được cái bông tươi hay là đè tôi đủ đánh cho tan cái rau mây này rồi cái tan cái rau mây khác, suốt năm là tôi chân cái bông giải mà của người ta cho. Nó cho rồi nữa, nó cũ rồi, cái tôi bỏ mấy cái bông vô, cái tôi nhúng, cái tôi dạo hồ, nó sạch chín chân nữa. Cho nên là mỗi ngày mà ta chân bông quý là tôi cười khủng hoảng tôi, và tôi cười cho người ta sang trọng như nữa. Rồi tôi cười tôi cái nữa là, thôi mà tôi đi ra ngoài vườn, ngoài rừng, tôi ngồi dưới cỏ, tôi nhìn cách nào cũng đẹp hết, thì tôi bắt chính gì, tôi phải bỏ ra 10 ngàn, tôi mua cái bông. Nhìn đâu cũng đẹp hết mà. Từ cái lá tre, cái lá trúc, cái lá tre, cái bông mắc cỏ, tôi nhìn cũng đẹp. Thế thì tôi dạy gì mà tôi đi ngăn lấy bông đào để tôi xin tiền. Xin tiền đã cho tôi nhục nhã, tôi xấu hổ cuộc đời tôi rồi, đi mua cái bông này. Cho nên là tôi cười, tôi 3-4 tiếng cười. Thế thì chánh pháp nhãn là con mắt. Chánh pháp, nhìn chánh pháp, thấy chánh pháp. Cho nên nhìn đâu ta cũng thấy là vô thường, là khổ, là vô ngã và bất tịnh. Mà nhìn đâu ta cũng thấy rằng là khổ tập diệt đạo, nhìn đâu ta cũng thấy rằng khổ tập diệt đạo gọi là vô lượng tứ, để vô tác tứ, để sanh diệt tứ, để thế thì là nhìn đâu cũng có niết bàn hết, nhìn đâu cũng niết bàn hết. Niết bàn vô tâm là cái đó đó, à ăn luôn qua chỉ niết bàn vô tâm đó. Vô lượng tứ đó là nhìn đâu cũng thấy khổ hết, mà nhìn đâu cũng thấy là nguyên nhân của phiền não khổ đau hết, là tập đế vô lượng diệt đó, là nhìn đâu cũng biết bạn, ngồi đâu cũng biết bạn. Đó là biết bạn diệu tâm, đó là chính cái tâm màu nhiệm mà nó làm biết bạn cho mọi người. Ông phải giữ gìn cái đó để mà truyền lại cho đời sau, hai ta mà truyền đạo cho đời sau. Con mắt nhìn cái mắt thấy cái nào cũng đều là nhân như thị, duy như thị, quá như thị, báo như thị, rồi tự vui tự cười,
tôi nhìn một con sâu, một con sâu rất đẹp, nó là con sâu đó ăn tháo quả cây đó nha, mà nó rất đẹp. Thế thì ai làm ra nó? Ông thánh nào, ông thần nào, ông siêu nhân siêu nhiên nào làm ra con sâu ăn măng cầu xin đẹp vô cùng vô tận? Thế thì là đọc cái đó tôm gì thì tâm gì thì thể gì thì lực gì thì tác gì thì nhân gì thì duyên gì thì quả gì thì đó gì thì ổn mà cứu cứu cảnh giảng pháp duyên khởi chứ không nên như vậy rồi hỏi làm cái gì. Cái hoa này cũng vậy, của mình bằng thật như vậy thì cần gì mà phải lựa gọi cái nào tốt chứ. Thật sự là nhìn cái cỏ bông hoa dại đều đẹp giống như là cái mà người ta cho là đẹp nhất. Đó là khi nào mà các vị thật chính, các vị có con mắt chánh pháp, các vị có cái niết bàn diệu tâm, các vị mới thấy được cái này. Niết bàn diệu tâm là niết bàn đó nó không có chỗ, nó không có nơi, không phải ở trong kinh điển, cũng không phải ở bên Ấn Độ mới có, cũng không phải ở cái chỗ nào thật sang trọng, và từ bỏ chỗ nghèo hèn, chỗ âm u rừng đậm núi xanh không có, mà cái người đó khi mà có cái mắt chánh pháp rồi thì ở đâu là cái niết bàn diệu tâm nó có ở đó. Cái này hay lắm đó, chúng ta phải sử dụng cái niết bàn diệu tâm để mà ta ngồi đâu cũng có vô lượng niết bàn. Nhớ hả, mà học đó vô lượng khổ đấy, ta có thể nhìn đâu ta cũng thấy là khổ hết. Ngược lại ta nhìn đâu ta cũng thấy là nguyên nhân của đau của phiền não hết. Nhưng mà ngược lại giờ bây giờ giải thoát, ta nhìn đâu ta cũng thấy niết bàn, và bất cứ một nhất tưởng nhất động nào ta cũng thấy pháp, đó là pháp tu hành. Ta cũng thấy đó là pháp tu hành hết. Người thiện cũng thấy đó là cái đối tượng nhắc nhở mình tu hành, mà người làm những điều sai trái cũng là đối tượng nhắc nhở tu hành. Ta học những người thiện, những cái mà ta phải nhớ, ta phải làm theo. Ta học người ác, ta thấy ta nghe. Ta học những người ác là những cái mà ta dính dưỡng phải chừa. Do vậy cho nên là vô lượng đạo đế, nhìn cái gì, nghe cái gì, thấy cái gì, đây là nguyên nhân để giải thoát. Đó, cho nên là biết là gì tâm rồi, chấm thật giảng tàn rồi đó. Cái này hết rồi, bây giờ nhìn đây đi. Hết rồi không? Ừ, cái này nó đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ về nơi vô tận, tam môn vô lượng thệ nguyện hạnh nhã vật đạo vô lượng đề